lại mày đi mày có ai. Một ngày nhận ra mày không còn ai, hiểu ra rằng đó là đời. Mày biết không, và bây giờ đây tự nhiên chẳng có ai làm cho lời cay ngày đêm mày cứ say. Một vui dần qua giờ đây mày xa xờ, bao chú cay tao gọi đó là đời. Mà đêm giờ đây sao cản tôi, ngày xưa mày không nghe lời nói, thời gian vừa qua như là Alo, mày đang đâu á? Làm gì dáng chơi? Tao chuẩn bị đi làm rồi. Hôm nay kèo ngon lắm. Bỏ uống. Sao? Ok, tao tới liền. Bóng tối làm con tim mù quáng, có chút phiền trong ly rượu cạn. Mới thấy mày sao ngu dại, sao quá đáng cay đến như thế. Phía trước là tương lai mệt lối, muốn bước mà đôi chân hết rồi. Muốn khóc thật to bây giờ đã biết đáng cay đó là đời. Mày muốn con mình khác cơ, muốn thằng con mình học nên người để làm kỹ sư bác sĩ. Nhưng mà nào ngờ đâu linh hồn của mày bây giờ bán cho ác quỷ. Khi tao nói thì mày cứ chối và lời tao nói không sai. Đến giờ đây khi để mày mới thấy mày cảm thấy chết trong tay. Bao nhiêu mơ ước hôm qua hôm nay cũng đã bay xa. Biết bao nhiêu sai lầm đã tạo nên một con người không thể nào thứ tha. Bao lời khuyên bao lời nói và mày cứ bỏ ngoài tai. Đến giờ đây khi để mày sắp hết chẳng còn muốn đến ngày mai. Không còn mong không còn ngóng mày đã gục ngã trên đường dài. Vì bây giờ đây khi để mày phải sống cuộc đời còn đến trong từng ngày. Sao buồn vậy mày? Mấy ngày nay xui quá, đánh đâu thua đó. Tao có cái này sẽ khiến cho mày hết buồn. Cái gì vậy? Thấy bóng dáng ai đang về quanh em, bước theo như thương của một đời sâu. Đã đốt sân xa từ nhiều đêm qua, từng đêm nhớ thương từng đêm ngóng chờ. Mày yên tâm đi, tao cũng vui vẻ. Bây giờ có cái này nè, nhìn đi. Gặp với trái tim mình thuộc về anh. Bóng tối làm con tim mù quáng, có chút phiền trong ly rượu cạn. Mới thấy mày sao ngu dại, sao quá đáng cay đến như thế. Phía trước là tương lai mệt lối, muốn bước mà đôi chân hết rồi. Muốn khóc thật to.